thì đó, Hồng Anh cảm ơn. Dạ. Đó tại sao hồi xưa những clip cũ thì Hồ nói á, là Thượng Đế có 22 người con, trong đó có ông có cái sừng á, là anh của Sư Phụ á, ông giữ. Dạ. Thì ông á làm cho một đống người ở đây nè, chúng ta nè, biết sợ, là biết tu mà mới đi về. Bây giờ cái biển này á, sống nó có thể lật thuyền, nhưng mà cái biển này mà không có sống á, mấy người đó nó đâu có chịu nước được. Cái mặt trời, ai cũng nói mặt trời nóng, mà không có mặt trời sao cây cỏ nó mọc. Ai cũng ghét mưa, nếu không có mưa thì chúng ta cũng không có những buổi ngồi trầm tư mà để cho cái tâm ta lắng động. Cái gì nó cũng có cái lợi và có hại. Cho nên khi mà bề trên đã sắp đặt ra một cái lớp học cho chúng ta, cái thế gian này lớp học nửa sướng nửa khổ nha. Cõi ta bà này nửa sướng nửa khổ. Nhưng thiên tâm trong tương lai, nếu mà làm đúng, đời của Thiên Tấn Kiệt này của Sư Phụ là một cuốn kinh sống. Mấy con cứ mua bi, cứ ở đây chơi đi biển cũng là tú. Sư Phụ từng ngồi những cái cục đá tút ngoài đó từ sáng, từ khuya cho tới gần sáng, một mình Sư Phụ ngồi thiền. Những cái năm 2005, 2006, 2007 cũng là chiếc xe này Sư Phụ đậu đây. Rồi mỗi buổi sáng Sư Phụ cũng tu tập đi từ chỗ nãy nè, nãy đi nè, đi tới cái mỏm ngoài đó. Rồi vừa đi vừa niệm Phật. Còn bao nhiêu chuyện động trời động đất xảy ra, Sư Phụ coi như là phá. Thì từ đó Sư Phụ mới lúc đó chia tài sản. Sư Phụ mới nhìn thấy một đống cái vàng ao nó vô giá. Thì từ đó Sư Phụ mới về chùa, mở chùa, mới đi cho. Có những lúc mà khi mà con ngộ qua rồi, con coi vàng, bạc, hộp sòn, Rolex, Sư Phụ cho láng hết thời đó. Có cái lúc cảm giác vậy, cho khỏe. Tự vì thằng nào mà biết Sư Phụ có 10, cả 1000 cái ao vàng mà phủ trong chiếc xe này á, nó giết Sư Phụ á, không có sợ chết. Nhưng mà mình không có chết ngu kiểu đó, con hiểu không? Nghĩa là mình vẫn quý cái mạng của mình. Có lúc mình, một lúc mình tộ ra như vậy, nó phù du mà, nhưng mà cũng không có ngu hết. Họ mua chiếc xe đó 375.000, thu bỏ trong băng 1 triệu. Còn nhà cửa con khá chia tài sản đầy đủ á, là tính đi giang hồ, Phụ lái một mình á, đi khắp nước Mỹ, đi qua Canada bằng xe đó, ở xe Phụ vọng với xe chiếc giang hồ vậy. Ở Thiên á, sau này á, các con cứ sống bình thường. Người ta nói cái thế gian này khổ, khổ là vì con không có tìm được. Hôm nay Sư Phụ đã tìm được, mình vừa thành Phật tại thế gian mà mình vừa sướng tại thế gian. Chỉ có thiên tâm thôi, là mấy con cứ làm tu bình thường, chứ không phải kiểu tu còn gu và gặp thì vô chùa. Có nghĩa tối ngày á, khóa tu 10 ngày ngồi trong chùa ngồi thiền trong đó, con nghĩ được cái gì, trí tuệ nó ra không? Ngồi trong ngắn ngồi nằm 10 ngày toàn là bị mấy má ngồi cái bên nó hung, nó bể gò má luôn á. Tại vì trượt á, tại trong chùa toàn là giống nhiều, con hiểu không? Còn con ngồi như kiểu mình hồi nãy nửa tiếng thôi, cũng y như ngồi trên núi Thiên Long Sơn. Lên núi mình cũng linh thiêng, phước biển có ngài Long Dương ủng hộ mình. Thì đó là những cái lối tu cuộc kiểu của mình. Chứ giờ con mà mặc áo chàng với Sư Phụ mặc áo chàng, thầy cho mình ngồi kiểu đó trong cả làng này, ta bỏ biển ta đi về hết, ta sợ mình đó, con hiểu không? Ta nhường cho mình tu á. Con ơi, con có hiểu ý đó không? À, mình góp bên nước. Tại vì nó tu là mình truyết mình từ ở bên trong, không có tâm, không phải mình tu từ ở ngoài. Thì đại khái là thiên tâm chúng ta.